Xin chào các bạn. Hello anh chị, cô chú và các bạn. Đây là Mạnh Cương. Là Cương đây. Cá sống là nhờ nước, Cương sống là nhờ cam thơ nha. Cương, không mấy tôi thấy tắt cái lửa này được á. Đâu đẹp chứ. Tắt đi tại đâu cái lửa đó bạn, chứ cái máy dễ hư hơn. Tám và Mạnh Cương đang ngồi một cái chỗ không gian rất là lạ, là có lò sưởi, mặc dù là mùa hè, đúng không? Rồi, gió lạnh nha, gió trong cái khuôn viên nó lạnh đó. Rồi bây giờ mình nói chuyện phải lớn lớn một tí nha. Hôm nay Tám gặp bà Mạnh Cương để Tám đưa cho Mạnh Cương cái này nè. Đợi xíu. Cái này chắc em ra ngoài em phải dùng mic rồi. Là đây không xài mic. Đây là cái micro mà Tám đã có và Tám không có xài. Tám có mấy cái luôn. Tao có dây luôn á Cương, mà dây mà cộng dây dài thòn luôn á. Mình thấy rùm rà quá. Đúng rồi. Rồi dây ngắn cũng có nữa. Đúng rồi. Nhưng mà cái này nè, biết sao không? Nó cũng ok lắm nhưng mà mất cái cộng dây sạc rồi không biết nó nằm đâu. Nè, hai cái nè. Còn cái này là cái gắn gì đó không biết. Này, gắn vô điện thoại, gắn lại nó kết nối vô điện thoại. Tương Cương tự mò đi. Mà biết làm sao? Thì đó mà Tám làm micro rồi. Trời ơi, xong rồi cái nó bị hết pin á. Nguyên một cái video nghe trời nói. Yeah. Nói đã đời không nghe gì luôn. Trời ơi, là từ đó là bị ám ảnh sợ lắm. Mỗi lần mà làm micro là phải dòm chuỗi của nó có còn pin không? À biết sao, em tính sắp tới là em đi ra ngoài. Quay mấy cái cảnh đó. Mà cái giọng của em thì không có được kiểu là nói nhiều được á. Kiểu đó mày nói nhỏ nhỏ vậy là không có nghe. Kiểu là cái giọng của em không có nói nhiều được á. Nên là em mới hỏi chị Thơ là tại vì chị Thơ nói là chị Thơ có mấy cái lận. Thì thôi bán lại cho em mà bán rẻ lại cho em. Đó. Nên là đó. Thật sự mỗi lần mà cái tính của em á thôi, có nghĩa là em càng gân cổ em nói là ví dụ như cái show nào đó là em hát không được, cái giọng em nó bị đục luôn á. Thì cái này là có nghĩa là xài lâu không pin, xài lâu luôn cái đợt trước không chị biết nha, chị không biết. Cương cứ xài thử đi. Không có bán buôn gì á cho mày á. Hồi sáng chị coi cái video của Cương á. Dạ. Biết có biết được phát hiện là cái video của mình edit bị lỗi không? Có em bị lỗi nhiều lắm. Chỗ nào? Thì đó, biết chỗ nào? Thì khúc cuối đó, chị nói đó. Khúc sao? Thì hiện lên cái chữ gì đó. Không. Khúc nào vậy? Không biết luôn hả? Không biết luôn. Không biết luôn. Không biết luôn. Là chị, tại vì hồi sáng này chị mới coi hết từ đầu tới cuối. Dạ. Chị mới coi hết cái video. Trời, có mình YouTube mày là tao coi á nha. Vậy hả? Tao không có thời gian tao coi của ai luôn á. Bị gì? Nó bị gì? Bị giật hả? Là Cương edit hai cái đoạn giống nhau. À đúng rồi. Hàng đúng gì? Không? Hàng gì bữa đó em nhớ là em làm có khoảng 50 phút hay là khoảng sao mà sao nó nhiều vậy. Nên là em không có tìm lại cái chỗ đó. Mà bây giờ em cứ làm tới đâu em xóa tới đó thôi, hiểu không? Thật ra là chỉ sợ mất. Nên là em cứ đăng lên luôn. Nên là cũng may là cô chú anh chị các bạn thích em nên vẫn coi. Tôi nói ủa đoạn này tôi nhớ mình coi rồi mà sao tự nhiên nó lại lặp lại. À, cái đó cũng là một cái ý tưởng hay nha. Mấy mốt mà kiểu mình bí ý tưởng rồi đó, mình cứ đăng clip 5 phút cái mình cứ chồng anh vậy á, đúng không? Thôi biết đâu được, những cái biết đâu được đúng không cô chú anh chị các bạn. Rồi, dài hả? Dài quá. Mất 4 giây luôn. Chị á là ý là bình thường là bà tám nói Cương á là tại Cương nó hay quen là nó kêu mọi người. Thì tại vì Tám thấy có nhiều người ta kêu bằng mọi người thì bị bắt lỗi. Cho nên là Tám mới dặn Cương đó, một là kêu là các bạn, hai là kêu là các cô chú anh chị là các bạn hoặc là các anh chị gì đó. Thì nhưng mà đối với Tám á thì Tám kêu các bạn không à. Tại sao mà Tám nói các bạn là bởi vì cô chú cũng là cô chú, là cũng là bạn. Yeah. Em cũng là bạn. Yeah. Chị cũng là bạn, anh cũng là bạn. Đúng không? Ví dụ như ủa ai vậy? Dạ cô nào, cô làm sao? Em thì cô em, bạn, đúng không? Em thì sắp tới em tính xưng là anh chị. Tại vì cái phép lịch sự giờ mình đi đâu mình không biết ai, nhỏ tuổi lớn tuổi mình cũng phải kêu bằng anh bằng chị hết. Trừ khi là lớn tuổi lắm á thì mình mới mới mới
chứ bây giờ đa số là ai cũng muốn trẻ đẹp nên cứ kêu anh chị đi. Còn nếu mà gặp ở bên ngoài á, ví dụ mình gặp người đó bên ngoài thì mình sẽ gọi cô chú sau cái đó rồi. Nhưng mà sẵn trên clip đây thì Cương với chị Thơ cũng nói là Cương, từ bây giờ Cương sẽ gọi là anh chị Thơ sẽ gọi là các bọn, đúng không? Thì cũng chúc mừng cho Mạnh Cương là hôm nay là nghe nói là Mạnh Cương đã được mở quảng cáo rồi, đã có quảng cáo trong kênh của Cương rất là nhanh luôn Cương. Dạ, nhanh. Ừ, rất là nhanh. Bây giờ là hiện tại là 1450 subscribe rồi. Và tại sao mà Cương được mở quảng cáo nhanh là bởi vì những cái clip của Cương có những cái clip dài á, xong rồi mọi người vô coi xem nhiều xem cho nhiều. Nên nó vừa đủ giờ luôn. Dạ. Vừa đủ giờ và vừa đủ view là có mở quảng cáo rồi. Không? Nhưng mà bắt đầu clip sau, tại vì đúng là cái clip của em là em đang đăng mà bây giờ đang chạy nó hơi chậm rồi. Có nghĩa là đúng là cái clip em lên từ lúc 3-4 giờ rồi. Em bị quen cái khung giờ là từ 3-4 giờ. Mà tới giờ này nó đau hoài, nó chưa lên luôn, nó cứ chạy. Cái hồi nãy em có xóa đi em làm lại thì bây giờ nó vẫn chạy, mình không biết là do wifi ở đây bị yếu hay sao mình không biết. Nhưng mà em xóa hết video cũ hết luôn, có nghĩa là mình để chống cái dung lượng luôn. Mà không biết sao nữa. Có nghĩa là xóa nhưng mà có xóa trong cái thùng rác luôn. Có, xóa hết, xóa. Dạ. Thì vì là wifi bị yếu rồi. Thì đó mình nghĩ là chắc trong cái khu mình ở nó đang bị được truyền, nó hơi yếu á. Chứ bữa em đăng tiếng nó cũng nhanh lắm, đăng tiếng là khoảng chừng 20 phút à. Khoảng 25 phút là nó chạy lên rồi. Thì đúng ra hôm nay là có clip á, có cái clip mỗi ngày phải lên cái clip á, nhưng mà chắc nó sẽ bị trễ rồi. Ủa mà nãy chị Thu ok không? Hả? Chị Thu ok không? Mấy cái đĩa mà chị Thu làm từ thiện á, ok không? Đâu có Thu làm từ thiện. Quỷ. Trời ơi, mừng quá là Tám mới thâu xong 10 bài hát của Lê Quang luôn á, mới thâu xong luôn á. À, tính là tháng 10 này mà chị tổ chức một cái đêm ra mắt album cũng như là sinh nhật của chị luôn tháng 10 á, thì chị sẽ mời Mạnh Cương hát, Hoàng Nhung hát. Lúc đó là lượt view của em lên tới mấy triệu rồi, chắc là bữa em bận lắm, em không có sợ đi. Không có xuất hiện thì được. Tới đâu tính tới đó đi, tới đó mày bận thì tao kêu. Nhưng mà chị muốn em xuất hiện là chị phải cho em từ dưới hầm chui lên nha, ví dụ đi từ dưới sau bếp đi lên á. Đúng không? Đu dây điện đi lên. Rồi giờ cho hỏi này, giờ từ cái bữa mà chị đi show với dạ. Cương về là bữa nay tới bữa nay là bao nhiêu ngày nhớ không? Dạ cách khoảng 5-6 ngày á. Đầu tuần trước cả tuần rồi. Dạ đúng rồi, cả tuần rồi. Coi, cả tuần rồi. Thì đó mình đi vừa rồi mình đi là thứ bảy nhật. Thứ bảy chủ nhật đó tuần trước. Thì hôm nay là thứ hai. Là hơn tuần rồi đó. Tuần 8 ngày. 8 ngày mà là bắt đầu là làm YouTube chuyên nghiệp đó đúng không? Đúng rồi, bắt đầu rồi. Mới ngày hôm qua dạ. Kia là giống như là ba ngày là YouTube chuyên nghiệp thì ngày. Cảm giác như thế nào? Bắt đầu vô cái nguồn rồi đó. Dạ, thôi biết sao, thật sự thì em tới giờ này em cũng không biết là từ 3-4 ngày nó lên tới 1000 mấy thì không biết phải là nhiều hết so với một cái người làm YouTuber bình thường. Thì không biết là trong vòng 4-5 ngày đi là không biết là cái lượt view lên tới 1400 như vậy là có phải gọi là nhiều không hay là lượt sao? Không phải lượt sập. À lượt sập. Người sập á, cái người sập subscribe á là không biết là có phải vậy là nhiều hay không. Thì không biết tại không có rảnh về cái này, nhưng mà em cứ cố làm clip thôi, tại giống như Thơ nói em á là ráng sao cứ làm mỗi ngày để duy trì. Nhưng mà em muốn duy trì sao là cái kênh cũng phải có ý nghĩa xíu, cũng phải có câu chuyện đường đi đâu cho ý nghĩa đó. Nghe đi má. Nội bà nội. Để xíu. Lo. Rồi. Đó, thì bữa giờ là em không biết là cái cái mọi người sub cái kênh của em là không biết 1400 mấy chục á là nhanh hay là em biết. Bây giờ em mới hỏi Thơ là so với thời điểm mà Thơ làm á, thì Thơ thấy em như vậy là nhanh hay là như thế nào, hay là bình thường, hay là nó sao? Thấy thời điểm lúc mà Thơ làm để mà lên 1000 mấy đó là lúc đó mất bao nhiêu thời gian? Không, chị thì khác. Chị thì khác, chị là vừa mới làm là có lượng fan ở trên Facebook vô sập liền. Còn Cương em là đã làm là lâu lắm là được. Vậy là fan của chị rồi. Là 30 sập đúng không? Dạ. Thì đó là do những người fan bên của bên bà Tám hoặc là những dạ. Một số khán giả dạ, bản đúng like. Rồi, đúng rồi. Đúng không? Chứ nếu mà thật dạ. Sự với lại phần á Cương mới đầu post mấy cái ca nhạc không dạ. Thì cũng khó. Dạ. Với lại ví dụ như là cũng tùy, ví dụ nếu mà một người bình thường á dạ. Thì như vậy thì là quá nhanh. Dạ. Còn nếu mà đối với ca sĩ mà nổi tiếng, nghệ sĩ nổi tiếng rồi á thì cái đó là quá ít. Quá ít bình thường đúng không? À, không?
dù người ta đã nổi tiếng không. Rồi người ta làm mà công nhận là có nghĩa là từ trước giờ, ví dụ như mấy thằng em của em Việt Nam đi, ở Việt Nam nói với người ta, thì giờ biết kênh của em có nghĩa là em không có báo cho người Việt Nam biết, người nào biết hết nha. Có nghĩa là em đang làm, có nghĩa là em lặng lẽ bên đây em làm, đến khi mà có nghĩa là có mấy em bây giờ biết à, tụi bay sập kênh mình, nghĩa là mình bất ngờ là ông mà sao tụi nó biết được cái điều đó. Có nghĩa là em không có báo, mấy đứa em ở nhà chơi chung một cái group á, không biết sao tụi nó biết luôn, mà thật sự em không có báo một cái gì luôn. Bây giờ là cái mặt mình nó đại trà đấy rồi, rồi đó cô chú anh chị các bạn. Nhưng mà thật ra Cương mới làm thì cũng không cần thiết là mỗi ngày nha. Dạ. Nếu mà mình bận quá thì hai ngày cũng được. Dạ, dạ, dạ. Có những người người ta làm á một tuần người ta đặt ra một cái. Thôi bây giờ là vậy nè, có nghĩa là em hiểu ý của chị Thơ nói, có nghĩa là em sẽ không làm thường xuyên những cái clip dài, nhưng mà em sẽ xem vào đó là những cái clip có hát nữa. Ví dụ như có một cái bài hát người ta đúng không? Có nghĩa là cái kênh đó thì không có kiếm tiền được thôi đúng không? Thôi chúng ta đăng riêng đúng không? Cái clip, đúng không? Đó thì không, không. Ví dụ không, em hát một cái bài tặng cho khán giả là ví dụ em ngồi em hát ngay ngao nè, là em đăng một cái bài đó lên thôi được đúng không? Cũng được, nhưng mà nó sẽ bị giảm cái hiệu suất coi của mình. Thế vậy thôi Cương khỏi hát nha cô chú anh chị các bạn. Cương không biết, tại vì Cương không biết chị nè, hồi xưa chị cũng giống Cương vậy đó, chị cũng làm cũng bỏ bài hát lên, nhưng mà sau đó thì cái, những cái clip mà mình quay bình thường thì nó bị giảm hiệu suất nhiều lắm. Đúng rồi. Rồi cho nên chị mới mở thêm cái kênh Cam Thơ Music để chị bỏ những cái gì hát hò chị vô trong đó thôi, hát hò thôi. Để cho em phải mở thêm cái kênh nữa. Kênh chưa xong, mở thêm kênh nữa. Thì kênh kia 70-30 người được rồi. Nhưng mà thấy Cương nó cũng nói trời ơi bận quá luôn. Công nhận là edit thì kia phải có thời gian, bởi vì chị mới nói Cương từ đầu á là phải có thời gian. Dạ thì bởi vậy nói chung em còn phải cái công việc đây em phải làm rất nhiều thứ này, giống như là Thơ thấy em làm đúng không, làm 3T nè, vô mắm ruốc nè, và rộ rất là nhiều. Thật sự những cái món này công đoạn nó cực kỳ nhiều luôn, nên là thật sự là tính quay những cái gì thằng ngày, nhưng mà mình nghĩ sợ khán giả bị chán á, nên là sắp tới em rảnh ví dụ em sẽ đi ra ngoài, em sẽ quay, sẽ nói chuyện nhiều hơn, mình muốn tự tin nhiều hơn á, đi ra ngoài thử, có trải nghiệm thử thôi. Thì cái bữa giờ mình cứ ngồi trong nhà cái gì cũng phải từ từ đó. Nhưng mà không, cái kênh em nó lên em cũng bất ngờ, từ 30 người mới có năm sáu ngày à, 4-5 ngày mà lên. Thật sự là cảm ơn chị Thơ với cảm ơn fan của chị Thơ. Được, mà cái comment nhiều quá, thật sự đây là cái comment quá nhiều em không trả lời hết, nhưng mà thật sự em rảnh là em trả lời hết được. Có nghĩa là nên là cô chú các anh chị các bạn thông cảm, không phải là em không trả lời, nên là khi mà em rảnh là chắc chắn em sẽ trả lời. comment còn nhiều hơn kênh 18 luôn á. Dạ, tại vì em nhiều chuyện mà. Bây giờ là mọi người rất là yêu mến Mạnh Cương. Đó, thì họ mọi người cũng đang là đổ vô để ủng hộ cho Mạnh Cương. Thì có cái gì mà Mạnh Cương có cái gì mà thiếu sót hoặc cái gì cần góp ý thì mọi người cứ góp ý thẳng với Mạnh Cương. Nhẹ nhàng góp ý Mạnh Cương. Thì trong những cái clip em cũng có nói á, là có nghĩa là khi em làm cái clip em đăng lên, ví dụ giống như chị Thơ nói, cái sơ sót của em là em bị đăng một cái khúc giống như vậy nữa đó. Thì em có thử lúc nào em làm cái tiêu đề xong em đều ghi một cái note ở dưới nữa, em nói là cái clip này hay cái video này là có cái gì mà sơ suất, hay là có cái gì mà phiền lòng, hay là những cái lời nói của em bị over, em bị quá, thì mong cô chú anh chị các bạn bỏ qua. Thật sự thì ý của em không có nghĩa là em muốn làm cái gì vui nhất, và đôi khi em bị bước ra khỏi cái câu chuyện đó, phải không? Đó thì mong cô chú anh chị các bạn thông cảm. Thật sự bây giờ em làm cái này em mới thấy là Thơ cực đến như thế nào, mới biết là YouTuber không đơn giản. Chỉ quay xong rồi đăng lên phải có ý tưởng nè, phải có một cái gì đó, nó phải mình đăng một cái câu chuyện nó phải có nghĩa nữa. Từ từ sẽ trải nghiệm. Dạ. Không, bữa từ giờ từ sẽ trải nghiệm bữa, những bữa comment giờ, cộng đồng mạng nữa. Bữa giờ là em vẫn có một mảnh đất rất lớn, em chưa có gạch đá, nên là sắp tới em nghĩ là gạch đá sẽ được quăng vô và em có gạch đá để xây nhà nha cô chú các chị các bạn. Bây giờ là em mới mua được miếng đất thôi. Chị có mấy người bạn người ta cũng làm YouTube á. Dạ. Cái chị nói là nhớ nha, làm YouTube là phải chịu những cái lời áp lực, những cái lời người ta comment, những lời xấu cũng như là những lời tốt mình đâu có cần bàn cãi, những lời xấu
những lời tiêu cực là phải coi như là chấp nhận nha. Thì xong cái mấy người đó mới nói là thôi mình đâu có làm gì đâu mà người ta nói tiêu cực với mình chỉ là ghi ấy ấy thôi mà, ví dụ vậy đó. Đúng rồi. Không có đâu, làm cái gì cũng nó cũng nói được chứ đừng nói ờ mình đâu có làm gì đâu. Chỗ nóng quá má, nó phà đi trong mặt. Trời ơi má ơi, tắt cái lửa giùm con đi má ơi. Chó đẹp, chó đẹp. Thôi tắt thử đi, thử tắt cái cương. Nóng dạ. Quá à. Nó phà vô mặt con, anh nám mặt con. Trời ơi. Đó, ờ ok. Nó hơi tối một chút nhưng mà không sao. Nó mát, độ nó mát ghê chưa. Tự nhiên lửa nó chiếu vào mặt vậy đó. Trời sao nó hết nóng rồi ta. Cái đó thì em mong cô chú anh chị các bạn lượng thứ bỏ qua tụi em. Chắc chắn là cuộc sống mình phải có sơ sót, và có thể sơ sót ít hoặc là nhiều thôi. Nếu mà nhiều thì bỏ qua nhiều, còn ít thì bỏ qua ít. Nhưng mà trong cái kênh YouTube mới của Mạnh Cương có dự định hoặc là cái plan gì cho cái hướng đi của cái kênh của mình không? Không, mấy bữa giờ là em đang chìm đắm trong men say sập cái kênh đó, nên là em chưa nghĩ. Em chỉ biết là mỗi ngày giống như Thơ nói là đăng nhiều, nhưng mà sắp tới em chắc em sẽ không phải đăng quá nhiều. Tại vì em có việc khác, là cô chú anh chị các bạn cứ đợi cứ muốn quay cái gì đó nó vui hơn và nó tươi mới hơn đó, nên là chắc chắn mình phải nghĩ ra, tại vì bắt buộc làm cái này phải nghĩ ra rồi. Nên là dự định tương lai hả, thì dĩ nhiên ai cũng muốn phát triển cái kênh hết. Thì bây giờ là em là thích âm nhạc, mà âm nhạc là không được rồi, giống như Thơ nói là phải tạo cái kênh khác rồi. Lâu lâu ok, lâu lâu cũng có, tại vì trên kênh của chị lâu lâu cũng có ca nhạc mà. Chứ đâu phải là, nhưng mà đừng có nhiều quá. Nó giảm, chứ xong ví dụ như khán giả người ta vô, người ta thấy ủa này hát không mà có gì đâu coi, cho nên người ta đi ra. Nói ý là mình nói là những cái khán giả mà lâu đó người ta vô kênh mình. Còn cho nên là chị để ý, chị không có biết lúc đầu trời ơi, chị post ra một lần cả một chục cái bài hát luôn. Xong tự nhiên sau đó post clip thường thì tự nhiên ủa giảm sao rồi. Mà nó giảm hiệu nó giảm cái hiệu cái vừa nãy cái hiệu nó... gì quên bà nó rồi. Cái hiệu ứng gì đó, cái giảm tương tác hay là gì, hay là sao? Nó giảm nhiều lắm. Cho nên là hỏi ra thì mới biết là à đúng ra tại vì mình post ca nhạc quá nhiều, cho nên cái từ đó sau thì mới làm bỏ vô cái kênh Cam Thơ Music. Thì bữa lúc mà em làm cái kênh này, đúng ra em làm cái kênh này để em hát thôi, chủ yếu là mình hát hò chứ không có là làm. Mình không nghĩ, nếu mà YouTuber là hồi xưa là nhiều người đã kêu em làm rồi, nhưng mà mình nghĩ mình không biết làm gì, có nghĩa mình chỉ vui với người thân của mình thôi, chứ mình không có nghĩ là mình ngồi nói chuyện với ví dụ như giờ em nói đi sập đó, thấy không sorry cái từ đó, có nghĩa là có cô chú anh chị phải không, nhiều khi mình ngồi sập ngàn mấy, nhưng có nghĩa là mình muốn cho một ngàn mấy người xem nó là những cái gì mình làm đó là vui, ý nghĩa đó. Thì cũng có người nhắc nhở em, nói là Mạnh Cương đừng làm quá dài, dài người ta sẽ coi, người ta sẽ cảm thấy rất là lâu đó, nên là em nghĩ là chắc cũng phải kỳ này chắc phải nửa tiếng đến 45 phút là ok thôi Thơ, đúng không? Nhưng mà Thơ mới đăng cái clip cũng cả tiếng mà Thơ. Nếu một clip thì cô chú các chị đừng coi nha, nếu mà 60 phút trở lên đừng coi. Trời nha. Ơi, kênh của bà Tám là chuyện đó là chuyện bình thường, có khi clip hơn tiếng luôn. Nhưng mà người ta cũng nói với chị là lúc đầu chị làm cũng vậy đó, người ta cũng nói với chị, nhưng mà chị không thể nào làm ngắn được. Tiếc có nhiều cái đoạn. Không phải tiếc, nhưng mà chị không thể làm ngắn, tại vì bà Tám mà tự nhiên nói có chút xíu nghỉ đâu có được. Thì giờ xuống bà 7 đi. Bà 6 mà nói nhiều hơn bà 8. Nói quá trời, mới lời chào không mà hết 10 phút rồi hỏi cái clip 20 phút. Bà chào làm gì lâu vậy bà nội. Bởi vậy tin đấy, không vô được. Chào coi Cương Hương, hello, là Cương đây, cá sống là nhờ nước, Cương sống là nhờ Cam Thơ. Vậy thôi xong rồi nói chuyện, rồi chào gì 10 phút vậy bà. Rồi đó là bà 8 mà. Cho nên là clip của Tám hiếm hồi lắm ấy. Mới có cái clip mà 15-20 phút là ngắn nhất luôn. Ủa vậy ngày hôm qua đi cái tiệc của bà Tám là quay được 15 phút hả? 16 phút, gần 16 phút. Rồi bữa vô em bị, hôm qua em vô em bị rén. Có nghĩa là mình đã chuẩn bị tinh thần vô là phải, có nghĩa là mình phải bung dẫn dở. Rồi vô cái giống như cái vô cái động màn nhện vậy đó, bàn tơ vậy đó. Trời ơi phụ nữ không, từ người già cho đến con nít. Cuối cùng anh Quang thì lại đang qua đá banh.
Mình giờ biết làm sao giờ thôi, đóng vai hiền vô, cuối ngồi ăn mì. Không, nhưng mà ngày hôm qua Cương á cũng kẹt một cái cuộc điện thoại quan trọng. Dạ đúng cho rồi. Cho nên Cương lo trả lời cái cuộc điện thoại đó rồi. Và giải quyết cái chuyện không, đó. Mà thực sự biết là cái chuyện đó, nhưng mà thực sự ngày hôm qua em khi mà vô em thấy phụ nữ nhiều quá, em không biết tương tác cái gì luôn. Tại vì lần đầu tiên em vô một cái tiệc mà nữ chiều đến như vậy. Thì em tưởng là trong gì? Phần 90% là phụ nữ. Thì đó, 90%, trên 90% luôn á. Nên là ngày hôm qua, nhưng mà cũng có những cái khoảnh khắc rất là vui. Có nghĩa là được ăn mì ngon nè, được ngồi với A Muối nè, chỉ cái cách mà nấu mì nè. Nhưng mà A Muối nói gì không nghe gì luôn nè. Em có đăng một cái đoạn đó là A Muối chỉ đưa vô ra. Cái kiểu A Muối là vậy đúng không? Cái mình cũng rắn đôi tay mà nghe. Ủa đang nói gì? Ủa đang chỉ nha. Kiểu là chúng nó nói kiểu là không nói cho ai nghe, nói mình tôi mà tôi cũng không nghe luôn má. Nó không nghe bả gì luôn. Ủa vậy là chỉ dữ chưa? Bà nói là đúng không cái chữ đó? Nhứt cái nách. Không, còn nhứt cái nách. Tao tặng mày quần bánh về. Cái nách đu. Đó, à, đó. Đúng không? A Muối là vậy đó. Trời giờ tôi nhá A Muối giống luôn rồi đó nha. Tao mày về mày ăn là mày nhứt cái nách. Cười quá. Không, mà ngon, ngon thiệt. Nhưng mà cái clip, cái ngày hôm qua á, chị làm hai cái clip luôn. Mà cái clip thứ nhì á là một tiếng đồng hồ đó. Làm sao mà mặt cũng cắt bớt nhiều lắm rồi đó. Thì đó không, thật sự hôm qua vui, có nghĩa là từ từ em sẽ quen. Có nghĩa là tại vì có mấy chị em không có quen, chưa gặp lần nào hết. Hôm qua A Muối là em gặp lần đầu tiên luôn. Cũng rất là vui. Thế đó mày vậy à, mày làm gì làm sao? Không, mà rất là dễ thương. Bò viên rất là ngon nè. Rồi không biết có bí quyết gì á, nghĩa là có nghĩa là A Muối thơ đã không nghĩ sao mình chỉ được thôi, bỏ tại hoàng ké được rồi, hoàng ké là ngon rồi. Bởi vì nếu mà sự bây giờ em mà làm chuyên nghiệp em có như này thì em bắt buộc em phải sắm cái điện thoại khoảng 1T giống thơ nói đó, thì bắt buộc luôn, nếu mà có nghe phải đầu tư. Đúng rồi, phải là cái điện thoại 1T. Cho em hỏi cái điện thoại 1T iPhone giờ khoảng nhiêu tiền vậy thôi? Khoảng 1.700.000. Không, em mua phiên bản cũ đó, không phải phiên bản 15 đâu. 1.600.000. Vậy thôi thêm 100 mua bản mới. Tại vì em nghĩ là cái iPhone nó quay nó đều như nhau hết, em phải mua cái 14 rồi ha. 13, 14. Thì chị đang 14 nè, 1T hai cái luôn, cái này với cái đó. 1.700.000 hả? Ừ. Rồi lỡ đầu tư cái sụp nó xuống lại cái là xui luôn á, su cà na luôn á. Đầu tư là phải đầu tư chứ không có lỡ gì. Cứ quyết định sẽ đầu tư 1T. Ừ, mai ra mua liền đi. Chưa lãnh lương, Apple Store đó. Chưa lãnh lương. Không, để bán thêm khoảng 50 hộp 3T đi là đủ rồi. Với lại các bạn biết sao mà Cương á, nó bị giống như mới quá, cái nó chiều khách hàng. Yeah. Ví dụ như cái đợt đầu tiên Cương đem cho Tám ăn rất là ngon. Nhưng mà lúc mà cái vẻ đó đầu tiên rất ngon thì Cương mới nghe lời khách hàng là nói bớt mắm ruốc lại đi chị, không thích ăn mùi mắm ruốc nhiều. Thì tự nhiên đúng nó rồi. Đem chiều khách thì nó lại bớt mắm ruốc lại, thì cái mẻ sau này nó lại không ngon bằng cái mẻ của chị ăn với anh Quang. Chị ăn là chị biết liền. Tại không vì, sau rồi chị mới nói là Cương cứ theo cái quy củ của Cương. Mà cứ theo mình, cái nào mà mình thấy ngon thì mình cứ làm. Tại vì mỗi người mỗi ý, làm sao mà chiều hết không, được, em, khách được. Em nghĩ vậy nè, có nghĩa là cô chú anh chị thương mình thì bây giờ mình có nấu nhạt hay nấu mặn xíu vẫn ăn thấy ngon, ok. Đó, vậy là được rồi. Rồi có một tin mừng nữa là ngày hôm qua chị Khanh đem pate Mạnh Cương về cho mấy con của chị Khanh ăn đó. Cảm ơn chị Khanh. Ôi, con chị Khanh khen quá trời, đòi đi mua liền tiếp cho nó ăn. Cảm ơn chị một Khanh. Một hộp tụi nó ăn đâu có đủ. Đúng rồi, cái đó là khoảng 2 người ăn, 3 người ăn là hết. Sáng chị Khanh nói chuyện Tám á, trời ơi mày biết không, tôi đem pate về cho con tao nó ăn. Trời ơi mày biết không, ôi trời, tao hồi hộp mỗi tao nói, trời gì ghê vậy trời ơi, mày biết không, biết là cái gì cái. Nó khoái quá trời luôn. Thật sự bữa giờ chiều nay em bực cái clip, là cái clip nó chạy, chắc là em về phát em reset lại cái máy. Là chắc em mà đăng tối nay cũng đâu được ha, chắc sáng thôi ha.
sáng đi, để ngày mai đi, sáng sớm mai đăng lên. Không, có những cái khách vui lắm. Ngày hôm qua chị Thơ có những cái mắt chị Thơ nhìn như con nít gì đó, nhìn nó quay á, mà lúc đó là em phải chỉnh áp nha, cho trẻ lại nha. mày đặt áp. Không, em quay tự nhiên, em quay tự nhiên, em chỉ dùng mấy cái áp kiểu là khoảng 5 cái áp nhập lại thôi, khoảng 5 cái nó mới ra được cái gương mặt chị Thơ lúc trẻ. Mình lo mình làm cái intro với là cái outro. Đó, em chưa biết làm đó, từ từ đang mò đó. Không, em nail nó cũng chưa biết làm nữa, các bạn. Thì đó, nên từ từ chọn cái gì cũng phải cho người ta có thời gian. Mình có tâm nail. Trời ơi, chị Thơ nha, cứ chỉ dùng 5 cái app thôi là chị Thơ về giống trẻ như hồi xưa luôn. Phải 5 cái nha. Tính là nãy bữa làm 10 cái rồi nhưng mà thành thiếu nhi quá, không hợp. Nó không có dành cho trẻ em. Tao không có xài app nha mày. Đúng rồi, là đâu có xài app, đúng rồi. Không, mà có app vô cũng đẹp chứ, nhìn mình sẽ tự tin hơn. Nhưng vậy... mà cái iPhone này đâu cần. Đúng rồi. Không, mà khán giả của chị cực kỳ dễ thương ha. Không, là bữa giờ em quá may mắn, có nghĩa là từ đó nhiều người biết tới mình hơn. Giống như là có cô chú, anh chị, các bạn là đến mua của em á, cũng là mua Mạnh Cương là ủng hộ nó nha. Chủ yếu tới muốn gặp Mạnh Cương ở ngoài đời sao. Có người nói là ồ đẹp trai, cao ráo, rồi có người nói là giảm cân đi rồi sẽ đẹp hơn nữa, rồi cắt tóc cái kiểu. Bởi vậy á, cô chú anh chị thấy mà khi mà Cương giao 3T mà thấy Cương đội nón á, là tóc Cương nó tùm lum hết đó. Còn thấy mà Cương để tóc bình thường là tóc Cương có vuốt một chút xíu keo lên đó. Thấy Cương mà đeo khẩu trang là Cương chưa đánh răng nha cô chú, các anh chị và các bạn. Chứ không phải là đeo khẩu trang là vì để che cái mặt mình lại đâu nha. Chưa đánh răng mấy má ơi. Thôi, thay vì mày kêu mọi người á, thì mày kêu mấy má đi. Được không? Được không? Bây giờ thử hỏi trong clip này, nếu mà được là từ bây giờ em sẽ kêu luôn á. Mấy chế được không? Mấy chế ơi, được á. Mấy chế ơi. Mấy chế. Nghe nó dễ hơn đúng không? Đó, giờ cô chú anh chị cho nó bị kiểu cô chú chị rất dài bạn. Quá. Bây giờ một là kêu là cô chú, hai là anh chị, ba là các bạn, bốn là mấy má nè. Năm là mấy ba, mấy mẹ nữa, rồi mấy chế đó thì các bạn thì, coi hỏi thì, các bạn hỏi comment góp ý, comment góp ý ở cái nào được, Cương phải kêu bằng cái gì, rồi thì đó, thì từ đó Cương sẽ thực hiện hết, làm hết. Nhưng mà Cương nghĩ là mấy ba mấy má là cũng hay luôn. Mày biết sao Cương, hồi đó là người ta nói tại sao kêu bằng quý vị, chỗ quý vị nó xa chàng, sâu quá nó không có gần gũi. Thì ví dụ như mấy chế thì mấy chế quý vị nó thấy xa xôi quá, là quyết định là kêu bằng các bạn. Bạn thì tất cả mọi người, cô chú bác anh chị em cháu rồi, chắc gì cũng rồi, là đúng bạn rồi, đúng rồi. Cho nên là tấm kêu các bữa bạn. Bữa chị nói em là dùng từ fan, nhưng mà từ fan là tiếng Anh. Không, chị đâu có nói em dùng từ fan. Ủa vậy hả? Không phải hả? Lộn rồi. Vậy lộn ai hả? Nhưng mà bữa chị nói là làm dùng fan gì hay gọi là fan đúng không? Tự nhiên mình ấy chào các fan, đúng được. Cũng không một hay là chào các bạn, hai là chào quý vị. Quý vị mình quý vị thì quá. Không quý có thể nào mình không có gần gũi, kiểu không có gần gũi. Nó xa cách quá. Bị giống như là kiểu giống như là sân khấu. Sân khấu quá. Trang trọng quá. Chị thấy là các bạn là hay nhất. Đúng rồi. Thì bây giờ thì bây giờ cứ để cho cô chú các anh chị các bạn các chọn bạn đi. Các bạn góp ý. Đó nè, một là cô chú, hai là anh chị, ba là các bạn, bốn là mấy má, năm là mấy ba, sáu là mấy mẹ, còn bảy là mấy chế đó. Ê, tôi kể cho mày nghe nè, những người YouTube á ai cũng bị bắt lỗi cái vụ mà xưng á. Ví dụ có người ta xưng hô chào cả nhà, cái xong mấy người vô comment ai cả nhà của mày mà mày chào, tao không phải cả nhà của mày nha đó. Rồi xong rồi mọi người là tại sao kêu mọi người là người mọi đó, rồi sao? Cũng dám kêu. Mà lâu lâu ví dụ như lên sân khấu hát họ thì mình nói xin mời quý vị các anh chị và các bạn đó, giống như là quý vị các anh chị các bạn thưởng thức một bài hát thì, gì đó. Thì em nói Thơ là tiếng Việt mà nó rất là phong phú, nó ghép vô từ này nó sẽ một cái nghĩa khác. Giống như giờ Thơ cái từ thank you, cảm ơn, này dịch ra tiếng Việt là cảm ơn. Bây giờ có nhiều người sẽ đọc là cảm ơn hay là cảm ơn mới là đúng. Hồi xưa giờ em nghe là cảm ơn không á, đúng không? Sau này mới đọc đúng chính tả. Nếu mà đọc đúng chính tả là phải cảm ơn. Còn có như là cảm ơn nha, cảm ơn. Nhanh. Thì đó có nghĩa là mình nói nhanh. Thì ý em nói là ngôn ngữ Việt Nam mình có nhiều ý nghĩa lắm, chứ không phải là sự cái từ mọi người đó, có nghĩa là
mình đã nghe từ nhỏ đến lớn rồi, kể cả trong những cái chương trình lớn luôn, có nghĩa là những cái show lớn ở trên truyền hình luôn, họ vẫn dùng cái từ mọi người tới giờ này họ vẫn dùng mà thôi. Nhưng mà thôi, cái kênh của mình dĩ nhiên mình thật sự cô chú các chị muốn mình tốt hơn, có nghĩa là nói chuyện em nghĩ là cũng là một cái thay đổi tốt, nên là cô chú các anh chị chưa có đủ nha Cương, các bạn mày chào là mày phải chào hết nè, đúng rồi, ông bà mấy bà hà mấy má ông bà mấy chế, cô mấy chú chế. Cậu mợ trời anh má. Chị đưa các bạn luôn. Cùng các em và các cháu nữa nha, các cháu thân mến, trời ơi mà phải các chích nữa, các chích thân mến nói cho hết luôn trời. Rồi nó giới thiệu đó là coi như đăng lên YouTube là giờ luôn rồi đó, ai 2 tiếng luôn giới thiệu chào không hết mấy phút rồi là đăng lên luôn, đâu cần phải ý gì nữa đâu đó, chào là đúng. À, em giờ em hiểu chị rồi đó, bây giờ sao chào tới các 10 bạn phút. Các bạn Tám nghĩ các bạn nên kêu Cương kêu bằng mấy chế vui à, mấy má vui nha mấy má, nhưng mà không có phải ý nghĩa gì, kiểu là mấy má là cũng là tôn trọng nha mấy má. Ủa chứ còn mấy ba sao, mấy má là coi như là đàn luôn. Bà không à, không cái giống như là mấy má nghe cũng nặng, mấy mẹ cũng nặng xuống mấy mẹ hơi kỳ mà, mấy má đi thôi, mấy chế đi hay chế, hơn chế, chứ chế đi chế đi chế đi thì để mà dụ như chế thì đàn ông thì để... sao đàn ông coi fan của ông Cương cũng có đàn ông gì, chẳng lẽ kêu mấy mấy chế thì bây giờ tùy ứng hay hay là mày kêu sư muội cái gì không, bây giờ cứ để cho cái clip chị, khi mà chị đăng cái clip mình lên đi để cho khán giả cô chú, đúng rồi, góp ý để coi cái nào mà hợp lý nhất, là ai comment nhiều đúng nhất rồi, cái gì đó là sẽ thì sử dụng Cương cái đó. Sẽ lấy cái đó đó, đúng rồi đó, chắc chắn là như vậy luôn. Trời ơi bữa giờ là thật sự em bị lẻo lưỡi hoài à, có nghĩa là mình nói không có được, có nghĩa là cái bị thành thói quen rồi. Bây giờ khi mà em là cái clip nào ở dưới em cũng ghi cái nốt là cái clip này có cái gì thì mong mọi người ấy đó, hay chưa, cái clip này có chuyện gì thì mong cô chú các anh chị bỏ qua đó, chủ yếu là coi là để giải trí vui thôi đó, vậy thôi. Mọi người thì cũng ngắn gọn ha, yeah. Còn cô chú anh chị các bác không, thật sự thì hơi dài, nói chung cái ý cũng là muốn tích cực cho chị em mình thôi ha, cũng đúng á, chứ không có, dĩ nhiên là mình không dám khẳng định mình là người của công chúng, nhưng mà vô tình những cái comment nó sẽ làm cho mình hiểu được họ cũng muốn mình là kiểu là đứng trước đám đông là cũng phải dùng sao cho hợp lý á. Bởi vì em nói là tùy cái không gian và thời gian á, có nghĩa là ở nhà ví dụ gia đình mình có thể nói từ đó được, ví dụ ý cái anh chị đó muốn cho chị em mình biết là trong đám đông thì đừng nên dùng như cái từ đó nhiều quá thôi, hiểu không, nên là cũng có ý tốt, nên em cũng thấy cũng có tích cực chứ không phải là cái đó là. Thì hồi xưa chị cũng đâu có biết là từ mọi người là bị bắt lỗi, cho nên là sau này chị cũng ít nói, mình cũng biết vậy, mình cũng biết là mình cũng biết sửa là mình không có nói nhiều trước những ví dụ như là trước khán giả hoặc là mình đi hát, mình đâu có. Thôi giờ mình đổi thành là giờ mình đừng có gọi là mọi người, mình gọi là mọi người hay là muội người hay là muối người đi cũng được, thấy không, hay là gì đó nó nhẹ nhàng hơn, thấy chưa, muối hơn, đọc kiểu hay cái kiểu mà lớn hay kiểu Mỹ, muối người tí tỉ muối muội rồi cái clip nó vẫn chưa chạy rồi, chắc em về phải xóa rồi, nãy nó chạy 60% không kiên nhẫn cái em xóa em làm lại, trời ơi không sao đâu, tối nay tự động cần không để y như Tám hồi lúc mới làm ai cũng vậy, dạ Tám gì đó cái phải xóa bớt chứ hôm bữa đăng cái clip tiếng nó kỳ cũng nhanh lắm, khoảng 20 phút mà là nó đã chạy lên rồi, mạng yếu Cương, chắc là em nghĩ cái khu này cái mạng yếu chắc rồi, mạng yếu nha, chứ không phải là Cương muốn đăng nha cô chú anh chị các bạn. Nhưng mà hy vọng là cô chú anh chị các bạn sẽ dùng thích cái từ má với mẹ rồi gọi cho gần gũi, đúng không, kiểu thân thiện á, kiểu thấy có lẽ xích lại gần nhau hơn. Mày lên mày mấy má mấy mẹ là mày bị ném đá, mày xây nhà không kịp. Thì đây mày có mảnh đất mà bây giờ quăng vô là xây lên là vừa rồi. Mà chỉ sợ sập xuống thôi, mà sập đang lên nha, đang lên ngon đó, đang bay bổng lắm đó. Hôm nay thôi cũng thông báo với các bạn fan bà Tám là nhờ cũng một có thể là cũng 80% nhờ cũng fan bà Tám qua ủng hộ Cương. Yeah, đúng rồi. Thì hôm nay Cương cũng được mở quảng cáo đó, quá mừng luôn. Rất là mới mừng. Mấy ngày thôi chúc mừng cho Cương nha.
có được tiền không? Tao đi Việt Nam về mày phải đãi cho tao một bữa. Ok, đi show nè, sắp tới chị Út mà show là có nghĩa là chị quay về rồi mình mới đi đúng không? Đúng rồi, show mình tháng 8 hả? Vui nha, đi cái vụ đó vui nha. Houston á. Yeah, có cái để làm nha. Tao có rồi, tao có người rồi. Người chở mình, đón mình sân bay nè. Đi nhà thờ đúng không? Rồi dở mình đi nhà thờ nữa. Dễ thương lắm, hai vợ chồng rất là dễ thương. Nhớ nha. Ok. Bữa đó mình đi ha. Cảm ơn chị Thơ hôm nay qua là muốn làm cái clip, hai chị em muốn làm những cái chia sẻ khó khăn của những người mà làm YouTube đó. Sao bây giờ em mới thấy là cực khổ như thế nào, có nghĩa là mình mới hiểu được là có nghĩa là người gia đình mình có nói ủa sao cầm điện thoại hoài, thật sự YouTuber là phải cầm điện thoại liên tục, phải edit trội lâu quá. Phê luôn á, đúng thiệt. Mình mới thấy là một cái con mắt nó mờ luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi, nhìn màn hình suốt á. Nên là phải về đêm tại tập trung chị không, tại cái này mà chỉ cần mà chị quên một cái khoảng khách á mà chị đi làm cái việc khác là nó chị không có nhớ cái gì hết á, hoặc là làm tiếp hoặc nó có lưu lại nhưng mà đôi khi mình bị mất hứng, có nghĩa là hơi thơ đang ngồi làm đi chị có ai kêu thơ một làm việc khác cái hơi bị cảm giác như bị cái người đó đang làm phiền mình vậy. Tại cái này edit là mình chỉ tập trung cho mình làm bởi vậy mình... chị hay edit buổi đêm là như vậy thì đó, em cũng vậy nè, mà buổi đêm thì nó nguy hiểm cho mắt, có nghĩa là nó không có tốt. Đến lên 1 triệu sập chắc mắt lé luôn á mọi người, mắt lé luôn, kiểu là em làm đêm nha. Mốt tao muốn mò này. Bây giờ là em đang lé kim luôn rồi đó mọi người, mốt là thấy lé luôn là mọi người ở học tao nói lại, thấy không? Cô chú anh chị thấy mắt em lé không? Đó, lé kim luôn rồi, mốt là lé xẹ luôn. Là luôn. Tội mỗi lần nó nói các cô chú anh chị thấy tội nghiệp đúng không? Nhưng mà tao thấy lúc mà mọi người á là Tấm đã nghi rồi, Tấm đã cảnh báo rồi. Cũng nhờ nó cũng nhờ. Nói y rằng có người chỉnh nó liền không? Bữa giờ em chỉnh mới có mấy clip là mình lé kim rồi đó. Sắp tới mà cái kênh mà chỉ cần 1 triệu người xem thôi là con mắt em nó lé xẹ luôn. Nó lé mà rớt con mắt bên nữa. Nó lé nó rớt xuống nó còn lé nữa. Ráng lấy nút vàng nha. Ý quên lộn nút bạc thôi. Trước đi. Chắc còn lâu á, chắc năm tới. Bạc. À, hôm nay là em cũng mới chị Thơ thì mới đi thu về, em thì mới đi làm cái show quay hình nhỏ nhỏ livestream cũng dễ thương lắm. Có gì em sẽ share cái đó cho mọi người nghe, em hát mấy bài cho nó cũng hay lắm, dễ thương cái chương trình. Hát bài gì? Em hát 4 bài, em hát bài Tình Bơ Vơ nhưng mà em hát song ca với một chị khác, một chị ca sĩ khác, với bài bài Ghen, bài Vui, với bài Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới. Cũng có người yêu cầu em là muốn hát qua âm thanh thì em cũng có, đó là lần đầu tiên luôn. Dạ đó, nên là trời ơi thôi, nhưng mà cũng chúc cho Mạnh Cương là nhờ cái nhà nghề ca hát được phát triển nhưng mà chị nhiều thấy em hơn. Hát càng ngày tốt hơn đúng không, hàng tiến bộ lắm. Dạ. Rồi sẽ được có nhiều show nha. Dạ. Làm YouTube không, nhưng mà cũng có nhiều show em hứa là khi mà nếu mà em nhận được tiền quảng cáo là em sẽ khao chị đi ăn. Ok không? Hay muốn lâu gì? À. nhận tiền quảng cáo là lâu à. Lâu lắm à. Cả tháng. Không, thì em nói vui tháng 2 tháng nha. Thì em đi bỏ tiền đó chứ Việt Nam về, nhưng mà cái này ủa là chị Thơ cho em trả tiền chứ chị Thơ tặng thiệt đó hả? Không đi má ơi, mệt má quá. Không thì cũng má ơi không, coi như là chị Thơ đã lỡ cho cái lực sập của Cương lên thì chị Thơ kiểu cất cái bồ nha mọi người đó, giờ mày làm mà tao cho mày tới vậy mà mày làm còn không được nữa thôi là mốt là mày khỏi nhìn mặt tao, ý là chị Thơ vậy đúng không? Gán đi. Tao cho tới cái micro mà mày còn không làm được nữa thôi. Mốt cho tôi Lê Quang luôn đi má. Chỗ đứt vui. Rồi anh Quang nghiêm túc ghê lắm mọi người. Quang, em có quay một cái cảnh trong cái clip này nè, là anh Quang mọi người đang chuẩn bị về, có nghĩa là đang ăn xong hết rồi, cái anh Quang ra đứng nè. Đứng anh Quang đứng kiểu nhìn kiểu xung quanh này nè. Cái em mới kêu cái nốt là ủa anh Quang bỏ chủ, anh là chủ sĩ cái này anh bỏ tiền ra sao, cái mặt anh căng thẳng gì. Mặt anh căng thẳng anh quan sát này nè. Anh nhìn gì được thôi. Ủa lần sao? Có nghĩa là qua ngồi ăn xong hết tối qua em có để không nhưng mà anh đứng có ở nghĩa đâu? Là anh từ trong phòng anh đi ra. Cái anh đi ra anh đứng khoảnh khắc nó cũng khoảng 7-8 giây anh nhìn quan sát như nè, mở mặt không cười nha. Rồi quan. Nó không nghĩ gì. Không biết đâu, cứ nhìn xung quanh như nè, kiểu là quan sát. Sao mấy ba mấy má bừa quá vậy? Làm cái gì cái nhà tôi vậy? Làm gì mà bừa quá vậy? Ăn mì thôi mà. Làm gì bừa quá vậy? Cái khúc đó ăn xong hết chưa? Thì ăn hết rồi, có nghĩa là mọi người đang đứng nói chuyện ngay bếp đó. Thì lúc đó là em mới ghi cái nó lên là ủa giống như anh Quang đây là người cái trả tiền cho cái chầu rồi cái mặt căng thẳng như nè. Có gì mấy ba mấy má? Làm gì tụ tập cho con đông dữ vậy?
mà ăn sao bừa dữ vậy, mà sao nữ không gì trời, mà toàn là u lớn không vậy, là u 40 trở lên không vậy. Trời, ổng quen rồi, tiệc nhà chị không có đàn ông, có toàn là bây không, giờ dễ thương, mà con mình em là bây giờ là tiếp xúc ảnh, trưa nay em đi giao bên nhà chị là cũng gặp ảnh dễ thương, anh quen. Bởi vậy cái người mà tâm hồn vậy sao viết nhạc không hay được, quá hay. Nhưng là nếu bữa nào em có một cái show các em phải hát một bài của Lê Quang. Hồi xưa anh nhạc Lê Quang là em hát nhiều nhất là bài Đi Về Nơi Xa. Thời trẻ là đi diễn đâu cũng hát hết. Hồi xưa thường ca sĩ nam ai cũng hát dạ, đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ là tới bây giờ chỉ đó bao nhiêu bên đây. Nhiều khi những cái show lớn hoặc là những cái nhạc sung đưa vô Đi Về Nơi Xa là đầu tiên hết. Là coi như là quá đỉnh ha. Hồi xưa bài đó là nổi năm 2000, năm 99, 2000 là nổi như cồn luôn á. Quá đỉnh. Không, anh Lê Quang dễ thương, có nghĩa là tới như này thầy từ là anh Lê Quang là phải thương yêu chị nhiều lắm á, phải cảm ơn chị nhiều lắm á. Sáng tao coi cái clip mày ngồi mày nói cho nói xấu tao là mày. Nói nào? Nói xấu tao quá trời mày. Ở đâu? Ở đâu? Cái clip đập hộp gì đó. À trời ơi. Giả làm samba mambo tao nữa. Samba. Trời ơi, em làm như là người ta mới nhớ tới chị đó, là chị là cái hình ảnh của chị là như vậy đó. Tại vì chị có coi là cái clip của chị không, chị hát chị rất là hồn nhiên. Có nghĩa là, ủa chị hôm nay sắm mấy chưa? 70 mày. 70, trời ơi, mà đứng hát là xó, mà tóc vàng tưởng như búp bê mà đứng hát mà. Không, thì cái, em nói thiệt mà, giống như em thấy chị hình ảnh này, chị hát bài này là cách đây đã 20 năm về trước rồi. Tới bây giờ đâu cũng là đó, gần 20 năm. Đâu đó, đâu có hát, không mambo qua bên này mới có, hát không chứ, ơi. Hồi xưa ở Việt Nam chị lúc mà lên truyền hình, em biết chị lúc em thời nhỏ nè. Em chưa thấy chị hát, hồi xưa chị hay lên truyền hình với chị, hai chị em cầm thơ đúng không? Ừ. Cầm guitar rồi. Đúng rồi, có coi hả? Có chứ, hồi xưa chị nghĩ đi TV hồi xưa đại có hai đại. Nghĩ sao thấy bà lúc mà bật cái giờ ca nhạc lên là thấy hai chị em cầm thơ mặt chậm dành ở trên đó. Hồi xưa là Bánh Châu Tuấn nè, Lê Tuấn rồi đó, chị em chị với ai đâu. Suốt ngày cầm lên là cứ cầm thơ. Mà lúc đó Cương còn nhỏ lắm, Cương coi phim hoạt hình không mà. Hồi cô chú anh chị các bạn. Thôi gọi còn mấy má luôn đi. Mấy chế hơi em mệt quá rồi. Bữa giờ còn rồi cái khẩu đó còn chưa thuộc nữa nha, chứ đừng hú gì một bài hát. Tội nghiệp nó ghê không? Có nghĩa là thôi bây giờ em bị một cái tâm lý là khi mà em làm em ngồi nói chuyện là cái câu đầu tiên phải chuẩn bị là cô chú anh chị mình phải nói cho chuẩn á, mình tại vì mình biết chắc mình nói mình liêu, sẽ bị liều. Hello, xin chào cô chú, không biết là các bạn chứ hay là anh chị chứ bị lộ hoài. Thôi mấy má ơi, gọi mấy chế đi cho rồi nói nhanh gọn lẹ đúng không. Thôi giờ cho em nghỉ cho thơ về đi, cũng gần 10 giờ rồi. Anh Quang đợi nằm trên giường đợi sẵn rồi, giờ vô lấy trứng gà đi kìa, về ấp. Rồi, ôi, cảm ơn Thơ nha. Quá dài, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Cảm ơn Thơ nha, để coi sắp tới em có cái gì ok. Rồi, em có gì sàn này, em có gì sàn này. Nhưng là chắc không gặp nhau rồi. Thứ năm là chị đi luôn đi rồi số, ha. Đi số, đi số. Rồi có gì tháng 7 về gặp ha. Rồi lát vô em đưa cà chua bi với cái bánh gì. Còn nhiều lắm. Ok, vậy mai khỏi đi Costco. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc nha. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.